sắt đầu của quái lớn hai cánh tay nó bị tay thôi. Thank you.
nhiều phép anh ơi. Chim rớt này. Con này nó rớt. Coi như là nó yếu hay sao ạ? Hay là mua cứu được nó. Anh ơi, hay là ở tổ bên này này. Đấy. Bên này cũng có tổ. Lên bên này cũng có chim này. Cái xương. Bên này tổ này. Đây là của em bé rồi. Em ăn rồi. Em lộ hết cho em luôn. 2 trứng. Để có tổ này. Tổ mới làm. Ui cái tổ này đẹp lắm. Đừng có lộ này. Thế là em hết lại anh phun lên rồi. Anh rõ. Có trứng rồi. Có 1 trứng. Rồi. Thank you.
Củi chín quá, phải đi, phải củi. Đây không phải bếp rồi. Cái chén cái chín, cái chén. À thế. Đây không phải bếp rồi. Dạ. Ồ, tổ kia lại có nữa. Làm thẳng quên lo luôn. Nó to rồi. Nó ngóc đầu xuống rồi.